cũng có thể viên mãn bốn niệm trụ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cũng có thể viên mãn thánh đế khổ tập diệt đạo cũng có thể viên mãn bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng có thể viên mãn tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ cũng có thể viên mãn tất cả pháp môn tam ma địa pháp môn đà la ni cũng có thể viên mãn pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng có thể viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông và vô lượng công đức khác. Đại Bồ Tát ấy viên mãn đạo Bồ Đề như thế rồi, Địa các ám chướng an trụ trong Phật đạo do sức thần thông thủ thắng dị thục sanh, phương tiện làm lợi ích cho các loại hữu tình. Người nên dùng bố thí nhiếp thọ thì liền dùng bố thí mà nhiếp thọ họ. Người nên dùng tịnh giới nhiếp thọ thì liền dùng tịnh giới mà nhiếp thọ họ nên dùng an nhẫn nhiếp thọ thì liền dùng an nhẫn mà nhiếp thọ họ nên dùng tinh tấn nhiếp thọ thì liền dùng tinh tấn mà nhiếp thọ họ nên dùng tịnh lự nhiếp thọ thì liền dùng tịnh lự mà nhiếp thọ họ nên dùng bát nhã nhiếp thọ thì liền dùng bát nhã mà nhiếp thọ họ nên dùng giải thoát nhiếp thọ thì liền dùng giải thoát mà nhiếp thọ họ nên dùng giải thoát tri kiến nhiếp thọ thì liền dùng giải thoát tri kiến mà nhiếp thọ họ nên khiến an trụ quả dự lưu thì phương tiện khiến an trụ quả dự lưu nên khiến an trụ quả nhất lai thì phương tiện khiến an trụ quả nhất lai nên khiến an trụ quả bất hoàn thì phương phương tiện khiến an trụ quả bất hoàn nên khiến an trụ quả a la hán thì phương tiện khiến an trụ quả a la hán nên khiến an trụ quả vị độc giác thì phương tiện khiến an trụ quả vị độc giác nên khiến an trụ quả vị giác ngộ cao tột thì phương tiện khiến an trụ quả vị giác ngộ cao tột đại bồ tát ấy có thể thi triển các loại thần thông biến hiện muốn an trụ hàng hà xa thế giới thì tùy ý có thể an trụ muốn hiện các loại chân bảo ở thế giới đó thì có thể tùy ý hiện muốn khiến cho hữu tình ở trong các thế giới đó thọ dụng các loại chân bảo tốt đẹp ấy thì tùy theo sở thích của họ đều khiến được đầy đủ đại bồ tát ấy từ thế giới này đến thế giới khác làm lợi ích an lạc vô lượng hữu tình thấy tướng nghiêm tịnh của các thế giới có thể tự nhiếp thọ cõi phật nghiêm tịnh theo sở thích thí như chư thiên tha hóa tự tại cần có các nhạc cụ vi diệu thì tùy tâm hiện ra bồ tát ấy tùy ý nhiếp thọ vô lượng cõi phật đủ các loại nghiêm tịnh đại bồ tát ấy do bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh ngự bát nhã ba la mật đa dị thục xanh và các thần thông vi diệu dị thục xanh cùng đạo bồ tát dị thục xanh nên hành trí đạo tướng do trí đạo tướng được thành thục nên lại có thể chứng đắc trí nhất thiết tướng do đắc trí này nên